Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Ba Đa Hương Nguyễn. Thì hôm nay Ba Đa Hương Nguyễn sẽ hướng dẫn cho mọi người nấu một mâm đồ ăn chay để mà mình ăn trưa ha. Thì hôm nay những cái món mình làm thật sự rất là đơn giản luôn và rất là nhanh chóng, bởi vì hôm nay đặc biệt là mình rất là đói bụng nên mình sẽ làm món gỏi nè, rồi món cháo nấm nè, và một món nữa đó là món đậu hũ súp bánh đa nha. Mình sẽ bắt trước trong cái tiệm, mình sẽ tỉa bông ớt và sau đó mình sẽ ngâm vào nước để cho bông ớt được nở ra nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trước tiên với món gỏi nha mọi người. Thì để làm món gỏi này thì mình cần có ớt sừng, mình sẽ thái sợi ra và bỏ hạt nha mọi người. Và cần phải có đu đủ, mình cũng thái sợi luôn. Cần có dưa leo thì mình sẽ bỏ phần ruột nha mọi người. Thật ra phần ruột đang nằm trong bụng mình. Bưởi thì mình sẽ tắt lấy tép, một ít rau mầm và một ít rau thơm nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ sử dụng nước mắm chay và mình pha với một ít mật ong và một ít ớt. Sau đó thì mình sẽ trộn vào trong cái phần gỏi của mình nha mọi người. Nếu mà mọi người không có mật ong thì mình có thể sử dụng đường như bình thường cũng được nha mọi người. Tại vì mình dùng mật ong để cho nó healthy hơn một xíu á, tại mình ít ăn đường lắm mọi người. Sau đó mình trộn đều ha. Vậy là mình đã xong phần gỏi rồi, mọi người thấy đơn giản không? Và để cho cái món này nó được ngon hơn nữa thì mình sẽ chuẩn bị một ít rong biển nè mọi người. Bây giờ tiếp theo đó là món cháo nấm nha. Mình sẽ lấy cái phần chân nấm mà mình ninh với nước để cho nó được ngọt nước thôi mọi người. Còn nấm thì mình sẽ thái lát lát như thế này. Và sau khi mà mình đã ninh khoảng nửa tiếng, mình sẽ vớt phần chân nấm ra mình bỏ nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ cho nấm và thay vì mọi người nấu gạo thì có thể dùng yến mạch, như mình nó sẽ kêu bằng healthy hơn một xíu. Và mình sẽ nếm cho thật là vừa ăn. Vậy là mình đã hoàn thành xong một món nữa rồi mọi người. Món cuối cùng của ngày hôm nay đó là món đậu hũ súp bánh đa ha. Thì nguyên liệu mình cần chuẩn bị đó là một ít ngò ôm và một ít cái này gọi là gì ta, ngò gai, đúng rồi, ngò gai. Sau đó mình sẽ cắt nhuyễn như thế này và mình sẽ trộn tất cả các loại nguyên liệu lại với nhau. Nguyên liệu của mình sẽ gồm có nấm này mọi người. Nấm thì mình sử dụng đó là nấm đông cô, mình cắt nhuyễn thì còn nhuyễn ha. Rồi một ít xả băm nè, rồi một ít bột nghệ nè mọi người. Và mình có sử dụng thêm một ít nghệ tươi nữa mọi người, tại vì mình thích ăn nghệ dữ lắm. Rồi một ít hạt nêm ha. Sau đó thì mình sẽ dùng bao tay và mình bóp nát cái phần đậu hũ và mình trộn với tất cả những cái loại gia vị này. Sau đó thì mình cần chuẩn bị một ít cái dầu màu điều á mọi người. Mình sẽ cho ít dầu vào, mình quay với lò vi sóng thì nó sẽ ra được cái màu như thế này. Mọi người cũng có thể thắng trực tiếp trên bếp cũng được ha. Giống như vậy nè, mình sẽ cho một ít dầu và mình sẽ cho hạt màu điều vào. Sau đó khi mà nó nóng, nó được màu rồi thì mình sẽ vớt ra. Sau đó mình sẽ xào trên bếp, khi nào mà nó khô, thiệt là khô, nó hơi xém xém thì mình sẽ cho cái rau mùi hồi nãy vào. Vậy là mình đã xong cái món ăn đó rồi mọi người. Đây là thành quả của mình, nhìn cũng hấp dẫn đúng không mọi người. Gỏi thì mình sẽ ăn với bánh phồng tôm ha. Nó bánh phồng tôm nhưng mà là bánh phồng tôm chay nha mọi người. Còn cháo mình sẽ ăn với một ít rau mầm. Đây, cái hoa hồi nãy của mình ngâm nước bây giờ nó nở ra rồi nè mọi người. Và mình sẽ sử dụng một ít nước mắm chay nha, để mình ăn cho nó kiểu mọi người mà ăn nó thích đậm đà thì mình có thể chấm vào một ít cũng được. Còn như mình thì có thể là mình ăn không luôn, nhưng mà mình cũng thích là chấm chấm như lắm. Còn đây là đậu hũ súp bánh đa. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Ba Đa Hương Nguyễn. Thì hôm nay Ba Đa Hương Nguyễn dậy hơi trễ với mọi người. Thành ra là ăn cũng sẽ hơi trễ. Hiện tại là nấu ăn xong thì cũng đã trưa họ trưa rồi. Nên bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn thôi. Mình sẽ giới thiệu qua từng món đi ha. Món này nè. Món này thì mình lấy ý tưởng từ ớt súp bánh đa mọi người. Nhưng mà mình kiếm hoài không có thấy bánh đa mà nướng sẵn, tại vì mình không có biết nướng bánh đa mọi người, nên là vào tìm mấy chỗ là không có, nên là mình sẽ tạm thời là tuy là cúc bánh đa nhưng mà mình sẽ ăn không có bánh đa mọi người. Mình nhìn thấy cái này là cái đồ, một trong những cái đồ mà với tóc ở nhà yêu thích của mình, nhìn nó như quê
nhưng mà nó rất là gọn tóc. Đây là những rất là thích cái này. Và đây là món gỏi, gỏi bưởi. Thường thì gỏi bưởi thì Ba Đơn Quỷ không có làm bưởi thông, mà sẽ trộn với đủ thứ hết, ví dụ như là dưa leo, cà rốt. Và hôm nay là nó có cái rong biển này nè mọi người. Rong biển này thường nó bán trong siêu thị á, là dạng kim chi. Kim chi mà nó ghi là chay mặn đều dùng được, thì mình có thể mình ăn nè. Cái kim chi này nó rất là vừa ăn, là nó cũng mặn mặn hoặc mặn rất là ngon ha. Ba Đơn Quỷ cực kỳ thích luôn. Đó. Còn cái rau mầm này xíu nữa mình sẽ bỏ vào đây, là mình sẽ múc cháo và mình tưới lên đó mọi người. Múc cháo mình chế lên thì cái rau này nó sẽ ăn được luôn. Mình không biết cháo nó bụi chưa nữa. Muốn ăn được vậy thì cháo phải nóng đúng không ạ, thì mới được. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn mọi người. Ngon. Và đối với cái món này nè mọi người, cái món mà đậu hũ cũng nên là mình nên làm cho cái đậu nó khô, nó rời ra và nó hơi kiểu nó hơi chín chín mọi người, nó hơi cháy cạnh của mấy cái đậu hũ thì nó sẽ có cái hơi giòn giòn thật sự thì nó sẽ ngon hơn. Ba Đơn Quỷ thích ăn đậu phộng lắm, cho nên là mình sẽ bỏ thêm nha. Một quả chuối ở đây mình sẽ lấy đậu phộng, mình sẽ cho thiệt nhiều đậu phộng lên như thế này. Như đây nó không có gì hết, nãy Ba Đơn Quỷ nghĩ là đủ rồi, nhưng không ngờ là nó hơi ít cái mọi người, cho nên là mình sẽ bỏ thêm. Và đặt ngựa gỗ tỉa cái bông này để chụp hình đó mọi người. Đó, chứ bây giờ thấy nó hơi dúng dắt nên là mình sẽ bỏ sang một bên đi nha. Đó, thiệt nhiều đậu lên. Bây giờ mình sẽ lấy một miếng này, mình sẽ bỏ một chút gỏi lên như vậy nha mọi người. Mình sẽ ăn. Nếu mọi người thấy hơi lạc thì mình có thể cắn luôn ha. Nó nóng chua ngọt rồi, nó nóng cay luôn nha mọi người. Bộ chua mặn gỏi mát miệng rồi mọi người. Ra mũi thôi ăn một cây, một cái ớt cần mũi hỏng cây cho mình ăn một cơm. Mọi người lúc mà bớt lỏ thì nhớ bỏ hộp nha, mình sẽ lấy cái lỏ ra nha. Tiếp là món này không có bánh ra, nó có ra súc nữa. Bây giờ thì mình sẽ hay mình lấy cái này mình xúc thử con ngon không nè mọi người. Ồ, mình thấy không bên ra luôn á. Cũng được quá mọi người. Mọi người nó không bằng súc bánh ra, nhưng mà mình súc tạm, cũng tạm rất nhiều rồi. Ngon quá. Giờ mình sẽ kiếm một cái chủ đề nào đó để mình nói đi ha. Bây giờ thì mình sẽ tập trung và mình sẽ ăn hết cái mớ này nha mọi người. Bữa trưa hôm nay thì mình tự nhiên mình dậy trễ, cho nên mình cảm thấy rất là đói bụng luôn, nên mình nấu hơi nhiều. Và sau đó khi mình mà bắt đầu thấy hơi no no rồi thì mình sẽ thấy nó hơi nhiều quá mọi người. Bây giờ thì chắc là phần cháo này mình sẽ để tới chiều ăn tiếp rồi. Còn chỉ húp được một cái chén nhỏ như thế này thôi. Sau đó thì mình sẽ đi dọn dẹp đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi từ nãy đến giờ nha. Bye bye mọi người.